Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình vòng quay chắc chắn may mắn của PAC kết hợp với những thương hiệu độ xe lớn như ARB, One, Ringgit, vân vân và mây mây. Và hôm nay khách hàng của chúng ta ở đây là anh Dũng, à bạn Dũng. Chào Dũng. À, theo như anh được biết thì là Dũng chưa nhận xe đúng không? À, mình đã đặt xe gì rồi? À, sắp tới là em có nhận con Ford Ranger. Ford Ranger Next Gen mới đấy đúng không? À, vậy thì cho anh hỏi là vì sao Dũng lại đặt đích danh cái bộ phuộc BP51 này cho chiếc xe Ranger Next Gen mới của mình? Thì theo như là em tìm hiểu thì bộ phuộc này rất phù hợp với nhu cầu đi lại của em. Thì thứ hai nữa là được dù có độ xe thứ thì sẽ được bảo hành chính hãng. Nói một cách chính xác là khi với Ford Ranger mới thì em sử dụng những đồ phụ kiện lắp thêm của ARB sẽ vẫn được giữ nguyên bảo hành chính hãng, chứ không lo cái vấn đề là khi mình thay phuộc mình lại bị mất bảo hành chính hãng, đúng không? Vậy thì em có anh thấy đây em lắp cả tời One này, thì cái tời này nó cũng rất là may mắn, là cũng là trong cái chương trình mà được tham gia cái vòng quay may mắn này, thì vì sao em lại chọn một chiếc tời One này cho những chuyến đi của mình ? Thì theo cái nhu cầu sử dụng của em thì em hay đi những cái khung đường xấu, những cái nơi mà khó đến á, thì nên cần có một cái tời. Anh em thường nói là đời phải có cái tời. Đôi khi mình đi trải nghiệm thì là vào những cái cung đường khó thì mình muốn để đi được cái đến cái điểm của mình thì đôi khi hơi khó khăn, bị lầy cái thứ đúng không? Thì có cái tời thì nó sẽ giúp cho hỗ trợ cho mình rất tốt trong những cái tình huống như thế. Bây giờ anh em mình sẽ vào cái chương trình chính, đó là thử vận may với vòng quay chắc chắn may mắn này, và phần quà là voucher trị giá 600.000 cho tới 20 triệu đồng. Ok chưa? Okay. Thì bây giờ trước khi thử vận may của em thì anh cũng muốn thử vận may của anh một chút. Anh gửi em 1 triệu. Đây anh gửi em 1 triệu nha. Okay, nghĩa là bây giờ em quay vào cái ô 600 thì em cũng nhận 1 triệu. Mà em quay vào cái ô 20 triệu thì 20 triệu đấy là của anh, 1 triệu đấy là của em cầm rồi thì kệ em, có được không? Không được. Thôi thì 2 triệu này. Đây. Chơi tới bến luôn này. 2 triệu. Đồng ý hay không? Em cầm 2 triệu, còn 20 triệu nếu mà em quay vào ô 20 triệu thì 20 triệu của anh. Không được. Vẫn không được à? Anh chàng này có vẻ rắn. Thôi rồi, tắt tay. 5 triệu. Tắt tay mọi người nhé, 5 triệu. 5 triệu. Bây giờ 5 triệu đấy của em. Em quay vào ô 600 nghìn thì em vẫn nhận 5 triệu. Mà em quay vào ô 20 triệu thì 20 triệu là của anh. Của em chỉ có 5 triệu đấy thôi. Ý em nào? Khó nghĩ à? Khó nghĩ à? Có ok không hay là vẫn muốn thử vận may nào? Vẫn muốn thử vận may. Vẫn muốn thử vận may đúng không? Vâng. Chắc chắn chưa? Chắc chắn luôn. Chốt chưa? Chốt luôn. Thôi trả lại 5 triệu đây. Gì mà vội thế? Rồi đây, bây giờ mời các bạn cùng theo dõi xem là bạn Dũng của chúng ta hôm nay sẽ thử vận may với mình, bỏ qua luôn 5 triệu tiền mặt, tiền tươi luôn, mà để thử vận may. Ok, mời Dũng. Dũng bấm vào cái chữ thử vận may này. Đây. Hy vọng là Dũng sẽ nhận được một phần quà là trên 5 triệu. Đây, bắt đầu quay này. Không có Dũng sẽ rất là tiếc 5 triệu tiền tươi của anh. ARB010. Đợi một chút nha, đợi một chút nó sẽ hiện ra ARB010. Ây chà chà. ARB010, bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá trị giá 2 triệu đồng. Vận may của em cũng vẫn là có may, nhưng mà nó cũng ít hơn cái số tiền tươi thắp thật 5 triệu của anh, đúng không? Rồi thôi, chúc mừng Dũng đã nhận được voucher 2 triệu đồng. Cảm ơn anh Huy và PAC. Ok, vậy thì còn anh em nào muốn thử vận may chắc chắn may mắn của chúng tôi thì vui lòng comment và hoặc là inbox cho fanpage chính của PAC.